Thưa quý vị, đặc biệt trong buổi ra mắt xe VinFast ngày hôm nay tại LA Auto Show thì chúng tôi gặp MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì đầu tiên hết đó là chị có thể cho biết nhận xét của chị về cái vẻ bề ngoài của xe khi mà chị đến tham dự trong cái ngày hôm nay, mà đặc biệt đây là cái xe, những cái xe đầu tiên, xe điện đầu tiên ra mắt tại Mỹ này thưa chị. Phải nói rằng cái đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên là cái đèn của cái xe. Và nhất là khi nghe ông CEO, ông nói rằng là cái đèn là hình chữ V for Việt Nam. Chữ V rồi chạy dài, for Việt Nam, for VinFast. Thì tự nhiên Kỳ Duyên cảm thấy rất là hãnh diện. Tại vì rất khó mà mình nghĩ là Việt Nam có một cái xe ở LA Auto Show, là một cái auto show ở quốc tế, mà cái xe rất đẹp và rất hiện đại, không thua gì những cái xe mà mình thấy ở đây. Và chỉ như vậy thôi là mình đã thấy hãnh diện rồi. Hơn nữa lại chiếc xe là về electric. Và Duyên thì Duyên rất gọi là quan tâm về những cái vấn đề về môi trường. Nhất là mình có con thì mình cũng muốn rằng là không phải là mình xài xong quả đất này, mình cứ xài rồi mình đi rồi mình phủi tay. Và Duyên rất thích cái chiều hướng và là về cái electric car. Yes. Có một cái vấn đề thực tế đó là, thưa chị, đó là thường thường ngay cả người Việt Nam của mình cũng có một cái tâm lý đó là vòng ngoại. Tức là dùng cái xe đó nhiều khi không để ý tới cái chất lượng nhiều mà tới cái nhãn hiệu của nó, những cái hãng danh tiếng. Thì chị nghĩ vấn đề đó như thế nào? Duyên nghĩ là bất cứ cái tư duy gì mình cũng có thể thay đổi được. Vọng ngoại hay vọng nội thì Duyên nghĩ nó là về do cái sản phẩm thôi. Nếu mà cái sản phẩm nó tốt và nó cũng cái quality, cũng như là những chiếc xe làm mà như VinFast lúc nãy giờ lên nói chuyện, là Duyên thấy cái team làm đằng sau toàn là những cái người có rất nhiều kinh nghiệm trong các thứ lĩnh vực của những chiếc xe quốc tế. Duyên không nhớ hết các thứ tên, nhưng mà như vậy Duyên cảm thấy an tâm. Và nếu mà mình làm chiếc xe cũng tốt hoặc tốt hơn những chiếc xe khác thì tại sao mình không ủng hộ xe của người Việt Nam làm, công ty Việt Nam làm? Duyên nghĩ là rất là hãnh diện. Tuyệt vời. Thưa vị, thế đó là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà chúng tôi gặp tại buổi ra mắt xe VinFast trong ngày hôm nay tại LA Auto Show 2021. Giờ mình đi qua xe tiếp.